Sài Đồng Long Biên Hà Nội các bạn ạ. Và ngay sau khi giải đấu này được kết thúc thì câu lạc bộ cũng sẽ chính thức đi vào động. Vâng, rất may mắn dành cho Đặng Thành Kiên trong tình huống phá bi vừa rồi. Vâng, một tình huống ăn được con bi số 1 nhưng mà bi cái cũng đi về phía lỗ giữa bàn đó. Một tình huống va chạm vào con bi số 9 và bi cái từ từ đi vào lỗ giữa bàn nhưng mà lại đứng ở cửa lỗ, không đủ lực để rơi. Ồ, con này chém khó quá anh Cường ạ. Một con bi chém côn dí dị băng luôn. Vâng, rất hay dành cho cơ thủ Đặng Thành Kiên. Vâng thưa bạn, đó là một cú đánh với đầu gậy ngắn và ra lực chậm để đảm bảo độ chính xác cho con bi số 3. Và bây giờ cầu thủ Đoàn Kiên sẽ có một cú cộng hơi bị nghịch má một chút ở con bi số 4 cộng bi số 9. Vâng, quá tuyệt vời trong tất cả những đường cơ của cầu thủ Đoàn Kiên trong bàn thi đấu này. Rất thu vía kể cả sau tình huống cộng con bi 9 cuối cùng. Vâng, như vậy là tỷ số là 4-1. Không hiểu là các bạn có cảm giác như mình không anh, nhưng mà cơ thủ của Đặng Thành Kiên trong tình huống vừa rồi xử lý hơi bị nhanh những cái tình huống của mình ở ván đấu đó, mặc dù đó không phải là tình huống dễ. Vâng thưa bạn, chúng ta cùng trở lại với ván đấu thứ 6. Tỷ số là 4-1 và cơ thủ Đặng Thành Kiên vẫn là giành quyền phá bi sau ván thắng ở ván đấu trước. Rồi, chúng ta hãy tạm dừng những cuộc tranh luận trên luồng chat và tập trung lại. Và đó là một cú golden break rất đẹp mắt của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Vâng thưa các bạn, là rất may mắn các bạn ạ, một cú golden break. Và có lẽ là cầu thủ Đỗ Thế Kiên cũng hơi bất ngờ vì nhịp độ của trận đấu đang vươn xa khỏi tầm tay, tầm kiểm soát của anh rồi. Và ngồi ở trong phòng bình luận này mà tôi còn nghe thấy tiếng cười của rất nhiều khán giả cũng như của các vận động viên từ ngoài khu vực thi đấu các bạn ạ. Mọi thứ đang rất thuận dành cho Đặng Thành Kiên. Có vẻ như con này còn đường riêng ăn đấy anh Cường ạ. Vẫn còn đường. Vâng. Ồ, con đấy có siết tí phê không nhỉ? Nếu mà để ra đường riêng tôi nghĩ phải hơi siết một chút áp phê bên tay trái. Chính xác rồi, nhưng mà với việc siết áp phê bên tay trái thì con đường ra của con bi cái nó sẽ hơi bị rộng hơn một chút và có thể sẽ có một cái tình huống đi gần với lỗ góc, cho nên là cầu thủ Đặng Thành Kiên đã lựa chọn phương án là kìm lực. Vâng, chính xác. Và anh đã không thành công rồi. Tình huống đang gặp khó ở vị trí viên bi một thua số 3. Ồ, con này a băng luôn, để tính ăn thì nó gần như một dạng phải hơi dựng gậy cao mát xê một tí với tới được má đấy. Vào băng trước, đúng rồi, dựng gậy cao một tí với a băng trúng được. Đúng rồi, một tình huống mềm tay mới tới nhưng mà lại bị xảy ra sai số ở viên bi mục tiêu số 3. Vâng, đó là tình huống rất khó thành công được. Đây là ván đấu còn nhiều điều phải chờ đây. Khi mà có A chết được bi số 3 này thì không rõ là có ra được má bi số 4 không. Nếu như muốn A để điều 4 luôn thì A mạnh. Đó, một cái lực đạo mạnh như vậy. Ồ, vâng, rất đáng tiếc cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Thì huống vừa rồi anh muốn A băng vào băng dài nữa để có thể ăn được con bi số 3 và đưa bi cái lên hai băng để điều con bi số 4. Vâng, chính xác là như vậy, nhưng mà mọi thứ nó đã không thuận dành cho Đỗ Thế Kiên trong tình huống bi vừa rồi. Và trước đó thì tôi cũng định nói nhưng không dám nói, đó là liệu có cái tình huống nào mà chui cả hai bi không, thì cuối cùng nó xảy ra thật các bạn ạ. Quá đen dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Bây giờ làm thế nào xử lý ra 5? Liệu 5 có đường riêng ở lỗ tít bên trái không? Còn tình huống bi số 5 ban đầu nhìn hơi bị khó, nhưng mà với quyền đặt bi thì là tình huống xử lý tốt của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Vâng, hoàn toàn có thể đánh một cú hai băng lên ra bi số 6 rồi. Và bi số 5 bây giờ sẽ là bi chìa khóa của ván đấu này. Vâng, đã thực hiện thành công. Vâng, các bạn nói tôi mới để ý cái chuôi của cơ thủ Đặng Thành Kiên có cuốn. Còn sử dụng vật liệu gì thì cái đấy thì tôi cũng chưa tìm hiểu anh em ạ. Vâng, chuôi gậy của cơ thủ Đặng Thành Kiên là cuốn một vật liệu là da kỳ đà.
Đứng tới vị trí mà gần như thẳng như này là bay lắm rồi đấy các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, cầu thủ Đặng Thành Kiên bây giờ là cờ đến tay rồi, mình chỉ việc phất thôi. Kiến Pháp đang tỏ ra khá cẩn trọng cho cú phá bi của mình. Đo đạc rất kỹ vị trí vào trên viên bi mục tiêu số 1. Đã thấy tín hiệu rụng của viên bi mục tiêu số 3. Vâng, như vậy là một tình huống phá không ăn được bi số 1 nhưng mà lại ăn được con bi số 3 vào lỗ góc phía dưới. Vâng, thường sau những cú phá bi mà không ăn được bi số 1 thì luôn luôn bi số 1 sẽ chạy về băng ngắn phía xa màn hình và viên bi chủ đứng khu vực dưới này. Và cái tình huống tiếp theo rất luôn luôn gần như là sẽ ra một tình huống sẽ phải thủ hoặc là an toàn. Cái này mà cái sau năm được là hay lắm đấy các bạn ạ. Vâng, ý đồ là như vậy và có lẽ cũng thành công một phần nào đó rồi đấy. Mất đường rồi. Vâng, chính xác rồi. Đây sẽ là một cú đánh mà cầu thủ Đặng Thế Kiên sẽ phải nhảy bi. Vâng, tiếp tục là có may mắn dành đến cho cầu thủ Đặng Thành Kiên rất nhiều lần trong trận thi đấu này và cũng khá nhiều lần ở trong một số trận thi đấu gần đây. Rất hay. Nụ cười của anh Kiên là tươi lắm rồi các bạn ạ. Vâng, thưa bạn, có thể thấy đó là một tình huống nhảy bi chỉ chạm được bi số 1 thôi và cân bi số 1 lên phía trên. Vâng. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì lại va chạm vào bi số 2 và ăn luôn bi số 2, ăn luôn bi số 1 và đưa bi số 2 ra cửa lỗ, một tình huống 2-1 và còn 2-2 nữa. Vâng, Bia chỉ cần thế thôi là xong, nhưng tình huống vừa rồi cúp phê viên bi mục tiêu số 2 là hơi bị bệt đấy. Vẫn xử lý thành công nhưng mà nó lúc đầu có lẽ quỹ đạo viên bi chủ nó đi không như ý muốn nhưng không sao cả. Tóm lại hình bi vẫn đẹp dành cho Đặng Thành Kiên. Vâng, có lẽ ở ghế ngồi của mình thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang thắc mắc là mình làm gì sai mà lại ra như thế này. Vâng, mọi việc đã rất đúng rồi. Từ viên bi cái nấp sau lưng bi số 5, tất cả đã là một công thức được Đỗ Thế Kiên nghiên cứu về khoa học rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng thì Đặng Thành Kiên vẫn có một cái lời giải bằng một cái liệu pháp rất khó hiểu. Vâng, thưa bạn, đúng như bình luận viên Anh Quang nói từ đầu trận đấu thì cầu thủ Đặng Thành Kiên là có một cái thế mạnh, đó những đường bi ảo diệu ở trong giải đấu này anh đã trình diễn không ít lần rồi. Và tỷ số sẽ là 7-2 dành cho Kiên Magic sau tình huống kết thúc viên bi này. Khoảng cách bây giờ thực sự không còn là an toàn dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên nữa khi mà đây là một game đấu chạm 9. Có lẽ phải cộng bi số 3 và bi số 4 mới có thể tấn công được. Vâng, liệu có đường nấp cái sau 4 không? Vâng, nó là quá khó dành cho Đỗ Thế Kiên. Vâng, pha thủ bi rất hay của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Con này cái đường A cạnh 4 thì không rõ có tới không. Thì hơi dính vào 4 rồi. Có lẽ sẽ phải nghĩ cái đường khác thôi. Ồ, để anh Kiến Pháp cũng đã phải sử dụng cái công thức bí truyền được lưu truyền trên mạng xã hội bây giờ. Đó là việc đo bằng gậy để ra tìm trên cái điểm băng, cái điểm nào là điểm đánh trúng được viên bi mục tiêu số 2. Nhưng một chút đắn đo tôi đang nhìn là bi số 4 nó đang đứng gần quá các bạn ạ. À, vẫn có khe hở. Vẫn có khe hở, ok rồi. Vâng, đã trúng bi số 2. Vâng, vẫn chưa có may mắn dành đến cho anh Kiên Pháp. Rất đáng tiếc trong tình huống bi vừa rồi. Vâng, nhưng mà con bi số 8 cũng đang chắn đường ăn bi số 2 của cầu thủ Đặng Thành Kiên trong tình huống này. Vâng, anh kia Đặng Thành Kiên đang đo đạc một tình huống dựng gậy để mắt xê cong vào một băng trước để chạm bi số 2 đúng mắt chết luôn. Không biết có tới không đây.
Có qua được mặt viên bi số 8 trước không và đủ mềm. Đây là một con bi kỹ thuật. Tình huống này là tình huống khó khi mà nếu A băng ăn được con bi số 2 thì con bi cái cũng sẽ chạy sang hướng con bi số 5 và con bi số 6 kia. Nếu một tình huống va chạm thì sẽ ra đuôi con bi số 3 các bạn ạ. Vâng, rất hay, anh Đặng Thắng Kiên đã ăn được bi số 2. Vâng, pha xử lý cực kỳ khéo léo. Vâng, một xa đánh lạng lách, đánh võng rất khéo của viên bi chủ, chúng ta cùng xem lại. Với một sự ổn định trông thấy thì hai ván phá bi liên tục thì Đặng Thành Kiên đã có thể xử lý cho mình con bi mục tiêu số 1 và lỗ giữa để tăng thêm cơ hội chủ động trong quyền quyết định ở tình huống bi tiếp theo. Và đây là cú đánh con bi số 2 ở khoảng cách xa. Tuy nhiên con bi số 3 này lại ở lỗ giữa bàn rồi và một tình huống đánh ăn con bi số 2 sẽ thuận lợi để đánh tiếp con bi số 3. Vâng, nếu như không có má tình huống này sẽ pha cu lê 2 băng lên. Có cơ hội để gãi vào đầu bi số 4. Nếu như bi số 4 đấy nó không có đường các bạn ạ. Vâng, có lẽ là bi số 4 này đã quá gần bi số 7 rồi và sẽ không thể nào đánh được vào một trong hai lỗ góc đâu. Sẽ phải có một tình huống gãi đánh con bi số 3 này và gãi bi số 4 và bi số 7 và tính toán cái đường ra của con bi cái làm sao để thuận lợi đánh tiếp bi số 4. Vâng, sau khi va chạm với bi số 7 thì với xu hướng tự nhiên viên bi số 4 nó sẽ xả vào cái thành biên phía đứng bên cạnh bên tay phải và nó xả ra. Vâng, thời khắc xảy ra sai sót đã đến dành cho cầu thủ Đặng Thành Kiên. Vâng, thưa bạn, chúng ta có thể thấy cú đánh con bi số 3 đó là cú đánh hơi mỏng và với việc tính toán va chạm thì cầu thủ Đặng Thành Kiên nếu mà đánh mạnh ấy thì sẽ khó tính toán đường va chạm được con bi số 4 và con bi số 7 đó. Cho nên anh phải đánh với lực mềm và đã vô tình đưa con bi cái đi vào vào điểm dày con bi số 3. Sáu chấm, xin lỗi quý bạn, là 6 ván thắng liên tục mới có thể khiến cho Kiên Pháp trở về thế cân bằng được trong một game đấu chạm 9, một bài toán rất khó. Vâng, và có lẽ cũng có một chút nào đó hơi nản trong cú đánh của Đỗ Thế Kiên. Cho dù viên bi mục tiêu số 4 đấy không khó cho lắm, nhưng một chút dao động nào đó cũng khiến nó lắc lỗ rồi các bạn ạ. Còn đó là một tình huống mà cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã phải cò tay và nhổng gậy ở phía trên con bi số 5. Có lẽ đó là lý do ảnh hưởng đến độ chính xác ở con bi số 4 vừa rồi của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng tuy nhiên với những cái thời khắc bình thường thì đó là một con bi không thể làm khó được cầu thủ Kiên Pháp. Ok, vẫn còn vài tình huống, nối tiếp tình huống anh em ạ. 30 chưa phải là Tết, chúng ta hãy đợi xem là tình huống này cầu thủ Đặng Thành Kiên có tìm ra một phương án ma thuật nào đó vòng vèo và chạm được vào bi số 5 và tạo ra một highlight trong ván thi đấu này không nào. Khi mà tâm lý quá cởi mở rồi. Hầu như vậy là sẽ một tình huống A băng từ băng ngắn phía dưới và lên băng dài. Một tình huống A băng với đường ngắn hơn và đảm bảo cái độ chính xác hơn. Vâng, đã hay thì nó hay đi kèm với may các bạn ạ. Vâng, may một tình huống chạm được con bi số 5 và may mắn rồi, cơ thủ Đỗ Thế Kiên cũng phải cười rồi. Mình đã làm gì sai? Vâng, bây giờ có thời gian lướt lại cái luồng chat các bạn rất vui. Nhiều bạn cứ bảo chúng tôi là fan Kiên Pháp. Nếu mà tôi nói nhỏ thầm như các bạn ấy thì các bạn nhầm rồi. Nếu mà có một tình cảm nào đó dành riêng tôi là fan của anh Đặng Thành Kiên cơ. Nhưng mà các bạn không biết thì nên tìm hiểu. Các bạn nhầm hết rồi các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Không được. Một tình huống thủ bi tốt ở combi số 5 này của cầu thủ Đỗ Thế Kiên rồi. Nhưng mà combi số 5 lại đi ra vị trí gần với cả lỗ dưới bàn. Vâng, một tình huống vẫn ra đuôi trong vị trí của viên bi mục tiêu số 5. Và nút số liệu có thể giúp cho Đặng Thành Kiên xử lý trong tình huống này không, hay phải thực hiện một pha sút tê vượt đi khá gần ở vị trí viên bi mục tiêu số 8.
Nào. vẫn chưa có highlight các bạn ạ. Vẫn chưa có highlight và cơ hội để cộng 59 đang về lý thuyết là cộng được, nhưng mà về thực chiến thì viên bí chủ nó đang hơi côn. Vâng, nếu bạn cú đánh cộng 59 này là cú đánh hơi bị khó một chút đây. Vâng, trông không thơm lắm đâu. Cho dù là chúng ta cũng nhìn là muốn đánh lắm rồi. Đó mà các bạn ơi, khó lắm. Trông vậy thôi. Con đấy là không biết nên đánh lực nào nữa, mà không biết đầu gậy là cao hay thấp các bạn ạ, đẩy hay là cắm nó bị lưỡng. Đúng rồi thưa bạn, tình huống đó là tình huống mà cơ thủ Đỗ Thế Kiên cũng tính toán một tình huống đẩy bi cái lên để đưa bi cái lên khoảng cách băng dài, băng ngắn phía phía trên kia, tạo một tình huống khó trong bối cảnh nếu như mà cộng trượt con bi số 9. Ui giời ơi, một pha múa thực sự là hết nước chấm và lấy đi quá nhiều tiếng vỗ tay của khán giả. Nhưng mà bây giờ mới đến Tết các bạn ạ. Bây giờ mới đến Tết là không rõ bi số 6 có đường riêng không nữa. Vâng, hết thưa rồi, bạn, hết rồi. Thưa bạn phải nói đây là một ván đấu như là trêu ngươi cơ thủ Đặng Thành Kiên vậy. Vâng. Cứ sau một tình huống rất hay là cũng không thể có một pha highlight tròn trĩnh để thầy có thể cắt thành content đưa lên mạng được. Vâng, tiếp tục lại đưa viên bi số 6 ra gần khu vực viên bi số 9 các bạn ạ. Tôi lại tiếp tục chiều người cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Rất vui một ván đấu thực sự là không biết nói bằng một cái kiểu gì bây giờ nữa các bạn ơi. Những con này đường riêng thì sẽ đánh hết bàn thôi, không phải đi cộng, nói vui các bạn vậy. Vâng, cái con bi số 5 mà chém ngược ở trong tình huống vừa rồi ra đuôi bi số 6 của anh Đặng Thành Kiên nhận xét về kỹ thuật là rất cao và rất tốt đấy các bạn nhé. Chỉ may là hơi đen thôi. Vẫn chưa có thể ngã ngũ được, tỷ số tạm thời đang là 3-8 nghiêng về. Vâng, cú phá có hợp lệ hay không các bạn ơi? Vâng, đúng một lời nguyền bình luận viên các bạn ạ. Tôi đã vừa nói đến điều này trước khi cú phá bi diễn ra, ai ngờ nó đúng thật. Tôi xin lỗi anh Kiên Pháp nếu như lời dự đoán của tôi có ảnh hưởng đến kết quả của trận thi đấu này. Vâng, đó là tình huống không may mắn của cầu thủ Kiên Pháp khi con bi cái đi rằng về và có va chạm vào bi số 3. Qua đó thì đã rơi